Chào mọi người đã quay trở lại với thị trấn Hoàng Hôn tại Nam Đảo Ngọc Phú Quốc. Xem bắn pháo hoa, biểu diễn nghệ thuật đường phố, khám phá thị trấn Hoàng Hôn là một trong những cái trải nghiệm khiến giới trẻ phải lựa chọn khi du xuân tại Nam Đảo Ngọc Phú Quốc. Có lẽ Tết là cái thời điểm mà Phú Quốc có cái tiết trời đẹp nhất trong năm. Địa phương này trở thành cái lựa chọn của nhiều người trong chuyến đi của đầu năm mới. Và rất nhiều người đã đến thăm đảo Ngọc nhiều lần và thường thì nhân dịp đầu xuân họ sẽ quay trở lại với tiết trời ấm áp, vừa có biển xanh, cát trắng, nắng vàng cùng nhiều những cái điểm check-in, show diễn để khám phá. Điều đó khiến du khách quay trở lại với Phú Quốc nhiều hơn. Và đây là cái điều mà không nhiều địa phương du lịch có được. Đó là một trong những cái điều đặc biệt nhất của Phú Quốc. Thích chụp ảnh và mê hoàng hôn thì du khách có thể dành chọn cái kỳ nghỉ để khám phá thị trấn Hoàng Hôn Sunset Town tại Nam Đảo. Thị trấn là điểm đến mới lý tưởng. Du khách có thể đi dạo trên những con phố mang phong cách Địa Trung Hải, check in với loạt công trình như đài phun nước King of the Sun, tháp đồng hồ Central Village, bảo tàng nghệ thuật Sun Signature Gallery. Thị trấn này mang đến nhiều những cái trải nghiệm đặc biệt cho du khách. Và có lẽ cái khoảnh khắc nhìn mặt trời lặn hoàng hôn ở đây đẹp tựa như tranh vẽ. Ngoài ra thì tại thị trấn Hoàng Hôn cũng đã có rất nhiều những cái cửa hàng đồ uống, cà phê, những quán view biển trong lúc chờ đợi những khoảnh khắc cuối ngày. Khi mặt trời lặn thì những ngôi nhà đa sắc dần nhuộm thêm cái ánh hồng cam rồi lại ngả sang tím. Sau đó thì chúng ta có thể tận hưởng đêm bình yên tại đảo Ngọc. Người trẻ đến với thị trấn Hoàng Hôn Sunset Town vì thị trấn này được thổi bừng thêm cái sức sống của không khí và lễ hội. Chúng ta được xem biểu diễn nghệ thuật đường phố của hơn 20 nghệ sĩ quốc tế diễn ra tại các cái khu vực quảng trường như quảng trường Ánh Dương, Gan Thới, quảng trường Dạo Bộ, quảng trường La Festa. Những tiết mục biểu diễn đường phố với những vũ đạo, âm nhạc hoàn toàn miễn phí, không khí sôi động, âm thanh rộn ràng khiến bất cứ ai cũng phải đung đưa. Và những cái điều mà chúng ta lo âu có thể gác lại để nạp thêm những năng lượng cho một năm mới khởi sắc hơn trong năm 2023. Và thị trấn Hoàng Hôn chiêu đãi du khách những cái màn bắn pháo hoa với show diễn Kiss the Star, nụ hôn giữa ngàn sao. Và đây là cái show diễn đầu tiên của Việt Nam mang tầm vóc quốc tế được cấp phép bắn pháo hoa 365 ngày một năm. Show diễn khiến khán giả mãn nhãn với cái sự công phu trong dàn dựng, những công nghệ đa phương tiện kết hợp hàng đầu giữa lửa nước, ánh sáng, laser, âm nhạc. Nhiều du khách nói vỡ òa cảm xúc khi pháo hoa thắp sáng bầu trời của Nam Đảo. Mới đây thì Sun Group cũng đã giới thiệu
Kidder Star, đó là một cái show trình diễn đa phương tiện đầu tiên tại Việt Nam. Show diễn sở hữu cái hệ thống màn chiếu nước gần 1.000 mét khối. Công nghệ trình diễn cho phép hình ảnh không bị giới hạn về chiều dài và chiều rộng, đưa du khách hòa vào vũ trụ viễn tưởng với những cảm xúc chân thật. Kidder Star diễn ra vào thời gian khung giờ 19 giờ hàng ngày với mức vé dao động từ 250.000 đến 350.000 đồng. Sau khi ghé thị trấn Hoàng Hôn thì chúng ta có thể chọn trải nghiệm bay giữa đại dương, ngắm nhìn toàn cảnh Phú Quốc trên cao với cáp treo vượt biển 3 giây dài nhất thế giới. Đến đảo Thiên Đường Hòn Thơm cũng là cái địa điểm được ưa chuộng trong những năm gần đây. Tại Hòn Thơm thì chúng ta có thể được hòa mình vào sắc xuân, check-in trong những không gian trang trí đậm chất truyền thống với bánh chưng, bánh tét, dưa hấu, mai đào. Đó là những chất liệu dân gian để kể một câu chuyện về Tết Việt Nam rất là thú vị. Hàng ngàn du khách chọn Nam đảo Phú Quốc là điểm đến để tận hưởng ngày lễ tình yêu đợt 14 tháng 2 vừa qua, và điểm check-in được yêu thích nhất có lẽ là cầu hôn, cây cầu đang gây sốt sau khi xuất hiện trong thánh ca Valentine I Do của Đức Phúc và nhóm nhạc 911. Dù cầu hôn chưa chính thức được ra mắt, song nhiều cặp đôi đã lựa chọn bãi biển phía trước khách sạn La Festa để được ngắm cây cầu hôn hiện lên tựa như vải lụa vươn giữa biển trời, dáng chiều đang thấm đẫm vào không gian. Ngoài ra cầu hôn gây sốt thì khung cảnh choáng ngợp của thị trấn Hoàng Hôn, nơi cây cầu tọa lạc, cũng đang đốn tim các cặp đôi trong ngày tình nhân. Họ như lạc vào một thị trấn nơi nước Ý, sự lãng mạn toát lên từ không gian nhiều màu sắc của những dãy nhà, từ những góc phố quảng trường và bất cứ một góc nào của thị trấn, những khoảnh khắc của tình yêu được lưu dấu đầy ấn tượng. Nhiều du khách yêu thích một ngày Valentine nhộn nhịp tại San Gua Phú Quốc trên hòn đảo Hòn Thơm, ai nấy cũng không khỏi bất ngờ khi được du ngoạn trong cabin tình yêu, tràn đầy gấu bông và những bó hoa tươi phía dưới ở một vùng biển xinh đẹp như tại đảo ngọc Phú Quốc. Và thật may mắn khi du khách đã cùng nhau trải nghiệm những cái ngày trọn vẹn với tình yêu và Nam đảo ngọc Phú Quốc. Và tại Nam đảo ngọc Phú Quốc thì một sản phẩm cũng đang rất được quan tâm từ những nhà đầu tư, những khách hàng có nhu cầu đầu tư về bất động sản, đó là Shophouse Center cũng như là căn hộ Sun Grand City Hillside Residence tại Nam đảo. Và anh chị nào đang quan tâm về những sản phẩm này thì anh chị có thể liên hệ với mình qua số hotline trên màn hình. Cảm ơn anh chị đã theo dõi clip này. Xin chào và hẹn gặp lại.